đây mình biết trước rồi, tiếng luôn á tiên, cái mặt luôn á. Em hiểu không, tức là em phải nghe cái tiếng rồi em mới giật mình. Đúng rồi, làm lại đi. Anh đại với đi. Leo né qua cái đường.
Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, anh Đại ơi, tôi đi ra quay rồi. Dạ, chút xíu em kể cho anh nghe. Ngày hôm nay em soạn vali hành lý gồm có 16 bộ đồng và mang theo cả một tác giả, mang theo một đống áo quay nhà. Thì quay cái gì? Ủa, quay cái gì? Quay cái chương trình nhịp sống. Nhịp sống gì? Thành phố. Nhịp sống thành phố, nhịp sống thành phố, đúng, cũng đang đúng. Em đã mang hết tất cả và cả những cái đạo cụ cho bạn của mình. Nhưng mà em mặc váy không, em mang dây nịt chị. Em muốn không mang dây nịt. Thế, em nói dối em là con thì em mang hết đạo cụ cho mọi người mới có cùng áo ngực em cũng không mang. Rồi bây giờ sao? Là em đang trong tình trạng khỏe hơn. À, không khỏe ngực. Có được cái cô này cô nói thiệt vậy đó. Có sao nói vậy vậy đó, dễ thương lắm. Dạ, có nhờ có như vậy không á, mà người ta cũng nói là em ít có được vậy á.